Kính chào quý thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Washington. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay Chủ nhật 7 tháng 11 2021 gồm có phần 7 và phần 8, chương 9, thiên thứ 3. Để mở đầu, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần 7, chương 9, tỉnh Đảng bộ Quảng Nam qua giọng đọc của Đỗ Hiếu sau đây. Đệ thất chiến khu, vì sao tỉnh Đảng bộ Thừa Thiên còn cung cấp cho các khóa huấn luyện của đệ thất khu bộ mở tại Hà Nội và các chiến khu Bắc Việt một số cán bộ về thủ huấn, đồng thời lại vận động được một số tiền khá cho quỹ của khu bộ những năm 1945-1946. Tỉnh Đảng bộ Quảng Nam. Cũng vào cuối tháng 10-1945, Phan Xuân Thiện sau khi tổ chức xong ở Huế và Thừa Thiên trở vào Quảng Nam bắt liên lạc với Phan Bá Lân ở Điện Bàn, rồi thẳng vào thị xã Tam Kỳ gặp Trương Phước Tường, bí danh Lâm Cốc, thảo luận việc tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng. Sau đó, ngài tỉnh bộ Việt Nam Quốc dân đảng lâm thời tỉnh Quảng Nam thành lập tại một địa điểm thuộc xã Xuân An, quận Tam Kỳ. Ban chấp hành do Trương Phước Tường làm chủ nhiệm, Phan Bá Lân bí danh Quỳnh Dương, sau lại đổi là Lê Liên làm bí thư, tức là phó chủ nhiệm. Các ủy viên vận động là Lương Vĩnh Thuật bí danh Hành Sơn, phụ trách tôn giáo vật là Vũ Ngọc Cận bí danh Kim Thạch. Với tất cả lòng nhiệt thành hy sinh, với tinh thần tích cực và hăng say hoạt động của đa số cán bộ và đảng viên cơ sở, đảng dần dần được phát triển khá nhanh chóng từ thành thị đến nông thôn trên hầu khắp 8 phủ huyện của tỉnh Quảng Nam. Với thành phần tham gia gồm có giáo sư, trí thức, thanh niên, học sinh, công nhân, thân hào, tiểu tư sản và nông dân. Tinh thần đấu tranh của cán bộ và quần chúng đảng viên khá cao, bất chấp mọi mánh khóe thủ đoạn dọa dẫm khủng bố chia rẽ của cộng sản, anh em quyết tâm xây dựng cách mạng. Vì thế nên sau một thời gian nỗ lực công tác, vào cuối tháng 11 năm 1945, các huyện đảng bộ trong tỉnh Quảng Nam đã lần lượt tổ chức được các ban chấp hành lâm thời gồm nhân sự và cán bộ khá đầy đủ. Huyện bộ Hòa Vang do Hồ Quý Thích, Nguyễn Tích, Nguyễn Vạn và Nguyễn Bút phụ trách. Huyện bộ Điện Bàn do Phan Tùng, Phan Cầm và Phan Vị phụ trách. Huyện bộ Duy Xuyên do Phan Ngô, Bùi Luận và Bùi Hoàng phụ trách. Huyện bộ Quế Sơn do Hà Cư, Phan Mật và Nguyễn Đình Thiệp phụ trách. Huyện bộ Thăng Bình do Nguyễn Điệp, Nguyễn Văn Diệu, Võ Duy Điểm và Ngô Đức phụ trách. Huyện bộ Tam Kỳ do Nguyễn Thứ, Nguyễn Ân, Võ Tụng, Nguyễn Hoành phụ trách. Huyện bộ Tiên Phước do Phan Thanh, Nguyễn Long, Lê Trọng Thích và Phan Thông phụ trách. Thị bộ Hội An do Châu Đình Thám, Phan Khoan phụ trách. Dưới các huyện bộ đều có tổ chức xã bộ nhưng không đồng đều tại mỗi địa phương và chi bộ. Số đảng viên chính thức và dự bị cũng tùy theo hoàn cảnh và tình hình mỗi nơi mà số lượng nhiều ít khác nhau và hình thức sinh hoạt cũng có phần khác nhau. Ban đầu tỉnh bộ nặng nề về chủ trương tuyên truyền phát triển trong mọi giới và giáo dục củng cố cơ sở từ thành thị đến nông thôn, điều tra địch tình, gây tài chính cho đảng, rồi lần lượt gửi một số thanh niên cán bộ về thủ huấn tại khu bộ và đặc phá ra tham gia chiến đấu tại các chiến khu của đảng ở Bắc Việt, trước sau đến 20 người. Số cán bộ này đều do các huyện bộ lựa chọn rồi giới thiệu lên. Lực lượng của đảng ngày càng bành trướng và ảnh hưởng rất lớn đến quần chúng. Uy tín của cộng sản ngày càng sức mẻ và suy sụp dần, và nhất là vào dịp cuối năm 1945. Đứng trước sự bành trướng nhanh chóng của các phong trào quốc gia đối lập, trước sự hoài nghi của dư luận quốc tế về chính phủ Hồ Chí Minh, nên cộng sản cấp tốc cho tổ chức một cuộc tổng tuyển cử bịp bợm để gấp thành lập một quốc hội bù nhìn hòng hợp pháp hóa chính quyền của họ và che đậy mặt nạ cộng sản độc tài. Để đả phá âm mưu xảo quyệt của cộng sản, để thất khu đảng bộ đã ngầm phát nhiều truyền đơn đả đảo cuộc tổng tuyển cử bịp phản dân chủ đó. Và trong lúc các ứng cử viên của cộng sản ra mắt các cử tri
trong những cuộc hội thảo công khai ở một vài địa điểm như Hội An, Duy Xuyên, Tam Kỳ. Việt Quốc cho tổ chức cuộc chất vấn gay cấn, sôi nổi để hạ uy tín của Cộng sản trước công chúng. Và vì thế sự hậu thuẫn giữa đoàn thể Cộng sản với Việt Quốc ngày càng sâu sắc thêm. Để trấn áp sức bành trướng của phong trào cách mạng Việt Nam Quốc Dân Đảng, ngày mùng 3 Tết năm Bính Tuất 4 tháng 2 1946, chính quyền Cộng sản tại Tam Kỳ đem công an đến xét nhà Trương Phước Tường, lục soát khắp nơi để tìm kiếm tài liệu. Mặc dù bọn chúng không hề tìm được một giấy tờ gì bất hợp pháp, chúng cứ bắt Trương Phước Tường về giam giữ tại huyện lỵ Tam Kỳ một ít lâu, rồi đưa về giam giữ tại lao xá Hội An. Bởi họ Trương vì quá hăng say với chủ nghĩa, hoạt động tích cực và nhiều khi còn tỏ ra chống đối chính quyền Cộng sản một cách bộc lộ, công khai. Trong khi họ Trương bị giam giữ tại lao xá Hội An, thời một phái đoàn của Ủy ban Hành chánh Trung Bộ do Tôn Quang Việt cầm đầu đi thanh tra các tỉnh miền Nam. Khi phái đoàn viếng thăm lao xá Hội An, Trương Phước Tường đứng lên chất vấn sự bắt bớ vô lý và phản đối hành động độc tài bán dân hại nước của Cộng sản, làm cho vị trưởng phái đoàn họ Tôn, một lãnh tụ Trung Việt cách mạng đảng, mất hết thể diện trước một số đông người. Nên sau đó chính quyền Cộng sản ra nghị định an trí Trương Phước Tường vô hạn định và đưa lên giam tại lao xá Nghi Hạ, một miền nước độc thuộc quận Quế Sơn, rồi bị Cộng sản thủ tiêu tại đấy vào năm 1947. Nghi Hạ, nơi đây kế tiếp là mồ chôn hàng trăm chiến sĩ ưu tú của Việt Quốc trong suốt thời kỳ từ 1947 đến 1950, hoặc vì bệnh hoạn, hoặc bị công an Cộng sản dẫn đi thủ tiêu từng loạt 3 đến 4 người vào hồi 2 cho tới 3 giờ sáng. Ghi chú, Trương Phước Tường bí danh Lâm Cốc, sinh năm 1911, chánh quán tại xã Xuân An, quận Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nay là tỉnh Quảng Tĩnh. Là chủ nhiệm đầu tiên của tỉnh đảng bộ lâm thời Việt Nam Quốc Dân Đảng Quảng Nam. Năm 1947, bị Cộng sản thủ tiêu tại quận Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam. Tháng 3 năm 1946, tỉnh đảng bộ Quảng Nam triệu tập một khóa đại hội nghị rất quan trọng để nhận định về tình hình tổng quát, kiểm điểm lại công tác đã thực hiện, đề ra chương trình hoạt động mới và nhất là để củng cố lại ban chấp hành tỉnh đảng bộ sau thời gian Trương Phước Tường bị chính quyền Cộng sản bắt giữ. Hội nghị họp ban đêm tại chùa Quang Triệu của người Trung Hoa tại thị xã Hội An. Tham dự hội nghị có Lê Minh, đại diện Trung ương Đảng bộ Hà Nội, Võ Tài, tức Hồng Vân, đại diện khu đảng bộ và còn có đông đủ đại diện các huyện bộ Phan Bá Lân, Lương Vĩnh Thuật, Lê Trọng Thích, Nguyễn Ân, Võ Ngọc Cang, Hà Cư, Phan Ngô và còn có một số đồng chí thuộc thành phần trí thức mới gia nhập đảng, Hoàng Tăng, Phan Khoan, Quỳnh Hòa, Vũ Khí, Phan Khôi và Trần Thị Xô là nữ giáo viên. Sau 5 tiếng đồng hồ kiểm điểm và thảo luận sôi nổi, hội nghị đã đi đến một vài quyết định quan trọng như sau. Bầu Phan Khôi làm chủ nhiệm tượng trưng cho tỉnh đảng bộ, Phan Bá Lân vẫn là bí thư và bổ sung vào ban chấp hành tỉnh các đồng chí Hoàng Tăng phụ trách tổ chức, Quỳnh Hòa phụ trách tài chính, Phan Khoan phụ trách tuyên nghiên huấn, Lê Thận phụ trách đặc vụ. Mở lạc quyền rộng rãi trong nội bộ để có đủ phương tiện xúc tiến đảng vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giác ngộ quần chúng để lột mặt nạ quốc gia dân chủ giả hiệu của bè lũ Việt Cộng và dập trần mọi sự lừa bịp nguy hại của chế độ Cộng sản, chủ trương độc tài đảng trị trước dư luận nhân dân. Chuẩn bị kế hoạch và lực lượng để tranh đấu sau này khi xét ra cần thiết và thuận lợi. Ghi chú Lê Thận, tức Lê Tâm, bị Cộng sản bắt cóc hồi tháng 10 năm 1946, ngay trước trụ sở Trung ương Đảng Bộ ở số 83 phố Hàng Đẩy, Hà Nội, sau đưa về Quế Sơn giam cầm một thời gian, rồi thủ tiêu luôn tại đó. Vì lý do địa dư của tỉnh Quảng Nam quá ư rộng rãi, và vì đảng vụ mỗi ngày mỗi nặng nề phức tạp nên hội nghị đồng ý cử đồng chí Nguyễn Ân, tức Thái, chịu trách nhiệm tiếp xúc với các huyện bộ Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Tiên Phước, để phối hợp công tác tại các huyện bộ thuộc miền Nam tỉnh Quảng Nam cho được chặt chẽ và thuận lợi. Theo tinh thần các quyết nghị trên, sau đó một hội nghị rộng rãi gồm đại biểu của 4 huyện bộ thuộc miền Nam tỉnh Quảng Nam được triệu tập họp mặt tại nhà đồng chí Kim Thạch vào tháng 4 1946.
Hiện diện có Hà Cư, Nguyễn Đình Thiệp, đại diện huyện bộ Quế Sơn, Nguyễn Diêu, Ngô Đức, đại diện huyện bộ Thăng Bình, Phan Thanh, Nguyễn Long, Phan Thông, đại diện huyện bộ Tiên Phước, Nguyễn Hoành, Võ Ngọc Cân, Nguyễn Ân, đại diện huyện Tam Kỳ. Chủ tọa hội nghị là Phan Thanh, thư ký là Nguyễn Ân. Nhận định rằng vì địa dư tỉnh Quảng Nam quá rộng, sự liên lạc thường xuyên văn phòng tỉnh bộ có phần xa xôi và gặp nhiều trở ngại, IB Cộng sản theo dõi ráo riết. Sau khi thảo luận kỹ càng, hội nghị đã quyết định chọn Tam Kỳ làm địa điểm liên lạc của các huyện bộ Quế Sơn, Thăng Bình, Tuyên Phước để nhận công văn chỉ thị và các tài liệu của tỉnh đảng bộ đưa về. Nguyễn Ân, Võ Tụng chịu trách nhiệm phân phát cho được tiện lợi. Các huyện bộ phải thường xuyên trao đổi tin tức, kinh nghiệm cho nhau biết sau khi tổng kết mỗi tháng, và các huyện bộ cần phối hợp giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công tác cần thiết để nâng đỡ cho phong trào quần chúng chống trưởng thành. Từ đấy, cơ sở khu đảng bộ nói chung và tỉnh đảng bộ Quảng Nam nói riêng càng ngày càng phát triển mạnh trong mọi tầng lớp nhân dân. Đa số dân chúng tỉnh Quảng Nam hoặc ở trong tổ chức hoặc có cảm tình với đảng, và hầu hết các ủy ban hành chính xã đều có chi bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng. Các báo chí đối lập dưới chế độ cộng sản của đoàn thể cũng như của các nhóm phải có cảm tình với đảng như Việt Nam, Chính Nghĩa, Đồng Tâm, Thiết Thực, Hội Công Giáo, vân vân. Từ Hà Nội đưa vào đều được phổ biến sâu rộng trong quần chúng. Ngoài ra, mấy huyện đảng bộ lớn còn phát hành nội san mỗi tháng hai kỳ để thảo luận thuần túy vấn đề nội bộ, trao đổi kinh nghiệm công tác và khích lệ tinh thần đấu tranh của đồng chí. Huyện bộ Duy Xuyên có tờ Quốc Gia, huyện bộ Tam Kỳ có tờ Dân Việt. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo huyện bộ Tam Kỳ còn lợi dụng các tổ chức quần chúng của cộng sản như là Chi đoàn Văn hóa Cứu quốc để che đậy phần nào tổ chức cách mạng và làm hình thức tranh đấu bán công khai và hợp pháp cho đảng. Nhưng những ngày kỷ niệm Phan Chu Trinh 26 tháng 3 1946, ngày kỷ niệm 13 vị liệt sĩ Yên Bái 17 tháng 6 1946, như buổi trình diễn kịch của nhóm Anh Vũ từ ngoài Bắc vào. Một số cán bộ đảng có trình độ văn hóa cao đã đăng đàn diễn thuyết trước một số quần chúng rất đông đảo và được hoan nghênh nhiệt liệt. Song song với phong trào quần chúng rầm rộ ở các huyện miền Nam, tỉnh Quảng Nam, các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, các đồng chí Việt Quốc cũng có những hình thức phát động bán công khai tương tự như ở Tam Kỳ để nêu cao mục tiêu đấu tranh, lan rộng ảnh hưởng của đảng trong mọi tầng lớp nhân dân. Trước sự phát triển sâu rộng mau chóng của đề thất khu bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng, Cộng sản bèn hợp nhau đặt mưu kế phá hoại. Vào khoảng tháng 7 1946, Ủy ban Hành chánh tỉnh Quảng Nam đem đến nhà của Phan Khôi một bức công điện của Bộ Tuyên truyền Chính phủ Hồ Chí Minh kèm theo một phong thư riêng của Phan Bôi mời cụ ra Hà Nội dự hội nghị văn hóa toàn quốc. Sau cuộc mật nghị, các đồng chí đều đồng ý để cụ Phan Khôi ra đi. Cách ít ngày sau, Phan Khoang cũng được mời tham dự hội nghị văn hóa toàn quốc. Bởi vậy, Phan Khoang liền được Cộng sản trả tự do cho ra thẳng Hà Nội. Phan Bá Lương được cử làm chủ nhiệm tỉnh đảng bộ thay thế Phan Khôi. Ban chấp hành tỉnh đảng bộ Quảng Nam cảm thấy tình thế ngày càng gay go, đã đến lúc cần phải cứu xét lại vấn đề. Một cuộc khoáng đại hội nghị được cấp tốc triệu tập, gồm có ban chấp hành tỉnh đảng bộ và đại biểu các huyện đảng bộ họp ở Hội An, cử Hoành Tăng làm chủ nhiệm. Tiếp hội nghị quyết định đưa một bộ phận ra hoạt động công khai để giao thiệp với chính quyền cộng sản. Một buổi lễ ra mắt được cử hành long trọng tại câu lạc bộ thành phố Hội An. Ra công khai, mỗi khi có cuộc meeting đông đảo hàng một hai vạn người về tụ tập tại sân vận động Hội An. Hoàng Tăng đại diện cho đảng lên diễn đàn phát biểu ý kiến về các vấn đề cứu quốc, kiến quốc liên quan đến vận mạng dân tộc. Một giọng nói trầm hùng và nhờ một lối diễn đạt tư tưởng giản dị gọn gàng nên đã thu hút được rất nhiều cảm tình của quần chúng và làm tăng uy tín cho đoàn thể Việt Quốc Quảng Nam. Ghi chú, Phan Khôi ra Hà Nội, cụ không chịu ở nhà Phan Bôi. Phan Thao là con trai cụ, Phan Bôi tức Hoàng Hữu Nam, Lê Văn Hiến, Lê Thị Xuyến đều là lớp con em của cụ và còn là mấy cán bộ cộng sản có tên tuổi mà lại đến ở với Khái Hưng tại trụ sở tòa báo Việt Nam đường Quang Thánh. Đến gần ngày chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, cụ Phan bị chính quyền Hồ Chí Minh mời lên Việt Bắc. Ròng rã suốt 9 năm kháng chiến,
cụ phụng sự cho kháng chiến bằng cách phiên dịch các sách Hán Pháp ra Việt văn. Sau ngày Hiệp định Geneva 1954 ra đời, chính phủ Hoàng Hồ đưa cụ về giữ ở Hà Nội, dành cho cụ một phòng ở lầu 3 trụ sở Hội Văn hóa ở đường Gambetta cũ. Cụ Phao lại tiếp tục việc phiên dịch như cũ, rồi ít lâu sau cụ đứng ra làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Nhân Văn để tỏ ý đấu tranh tư tưởng chống đối cộng sản đến cùng. Báo xuất bản được mấy số thì bị chính quyền Việt Cộng ra lệnh cấm. Kết luận, cụ Phan Khôi chỉ tán thành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhưng cụ chống đối lại chủ nghĩa vô nhân đạo độc tài của cộng sản. Phan Khôi tiên sinh đã từ trần ngày 10 tháng Giêng năm 1959 tại Hà Nội. Trước ngày 17 tháng 6 năm 1946, kỷ niệm cố đảng trưởng và các liệt sĩ Yên Bái, tỉnh Đảng bộ Quảng Nam có tổ chức tại thị xã Hội An một cuộc triển lãm về thành tích tranh đấu của đảng trong giai đoạn 1927-1930. Cuộc triển lãm này tuy không được đầy đủ tài liệu nhưng có hình thức hấp dẫn nên đã thu hút được khá đông khán giả và đã gây được nhiều ảnh hưởng cho đảng trong quần chúng các giới. Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ Quảng Nam lại bổ sung đồng chí Phan Ngô vào phụ tá tuyên huấn, Nguyễn Đình Thiệp vào phụ tá trinh sát và liên lạc, đồng thời cử đại biểu về đề thất chiến khu bộ và trung ương đảng bộ thỉnh thị ý kiến về tình hình và nhiệm vụ cho được sáng tỏ hơn và lưu ý đến kế hoạch tài chính để chi phí cho sinh hoạt đảng. Tại một vài huyện trong tỉnh Quảng Nam, chính quyền cộng sản ở địa phương đã tỏ rõ thái độ phản dân chủ, bắt bớ giam giữ vài cán bộ Việt Quốc một cách vô cớ, không cần đếm xỉa đến luật pháp, với dụng ý là gây hoang mang sợ hãi để kìm hãm sự phát triển của Việt Quốc. Vì thế ở vài nơi, cán bộ đảng đi công tác vùng hẻo lánh hoặc đi ban đêm đều có mang theo bên mình vũ khí nhẹ như súng lục hoặc lựu đạn để đề phòng sự bắt cóc hoặc ám sát của công an cộng sản. Không khí chống đối cũng như sự thù hận giữa hai đảng, cộng sản và Việt Quốc mỗi ngày mỗi tăng thêm. Lúc bấy giờ tỉnh Quảng Nam, chính quyền tuy trong tay cộng sản nhưng đứng về mặt quần chúng thì ảnh hưởng hầu như đã phân làm hai khá rõ rệt. Một nửa có khuynh hướng ngã về mặt trận Việt Minh, một nửa tin tưởng và hướng về tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng, mặc dù họ chưa gia nhập đảng, chưa đóng góp gì cho đảng. Ở rải rác nhiều nơi, ủy ban hành chánh xã nằm trong tay một số cán bộ Việt Quốc, nên mệnh lệnh của thượng cấp chính quyền Cộng sản không được thi hành đầy đủ. Nhiều cuộc quyên góp của Cộng sản bị thất bại. Cán bộ Cộng sản trong các cuộc hội thảo học tập hay meeting bị chất vấn, bị chế giễu hoặc bị đả đảo, làm cho uy tín của bè lũ cộng sản đội lốt quốc gia đó bị giảm sút rất nhiều. Phong trào đối lập bành trướng mau lẹ không những riêng trong tỉnh Quảng Nam mà còn có ảnh hưởng rộng rãi đến các tỉnh lân cận, khiến bọn lãnh tụ cộng sản miền Trung vô cùng bực tức và lo sợ. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần 8, chương 9, chương thứ 3, tỉnh Đảng bộ Quảng Ngãi do Thanh Trang trình bày. Đề thất chiến khu, tỉnh Đảng bộ Quảng Ngãi. Ban đầu Nguyễn Hoàng tổ chức một chi bộ ở Ty Khí tượng tỉnh lỵ Quảng Ngãi. Kế Lê Giám tổ chức ở Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh, vân vân. Một đại hội được tổ chức ngay trong trụ sở Hợp tác xã Nhân dân của quận Bình Sơn. Tỉnh Đảng bộ đầu tiên được thành lập vào cuối năm 1945. Trên thực tế, sinh hoạt của Việt Quốc Quảng Ngãi trong thời kỳ này không mấy bành trướng sâu rộng như ở Quảng Nam, nhưng rất được nhân tâm, bởi một phần vì sự khủng bố đại quy mô và khốc liệt của Việt Minh Cộng sản ở Quảng Ngãi vào những ngày đầu của cuộc bạo động cướp chính quyền hồi tháng 8 năm 1945 đã có trên 3.000 người bị sát hại thê thảm, mà phần đông là đàn bà và trẻ em vô tội. Báo Gió Mới của nhóm thanh niên Hà Nội vào hồi ấy đã lên tiếng là sứ đầu rụng như sung, nên đã gây hoang mang sợ hãi trong tinh thần của dân chúng địa phương, một phần vì thiếu cán bộ hướng dẫn và phần nữa vì xa xôi, liên lạc trở nên khó khăn, thiếu thốn về tài liệu học tập. Đã đôi lần cán bộ Quảng Ngãi phải mạo hiểm ra liên lạc với ủy viên Nguyễn Ân ở Tam Kỳ, Quảng Nam, để nhận các tài liệu cần thiết như đảng quy, chính cương và báo chí, vân vân. Tháng 3 năm 1946,
một phái đoàn của Ủy ban Hành chính Trung Bộ do Tôn Quang Việt cầm đầu đi thanh tra các tỉnh miền Nam. Cùng đi với họ Tôn còn có Linh Mục Trực và Nguyễn Duy Trinh rời Quảng Nam đến Quảng Ngãi. Không bỏ lỡ cơ hội, Phan Quang Bồng, một cán bộ Việt Quốc, được biết trước tin này, liền mật cho đi liên lạc với những gia đình có thân nhân bị Cộng sản sát hại tàn nhẫn dã man, kêu gọi tất cả đều để tan để dự cuộc giải thích với đồng bào của phái đoàn Tôn Quang Việt tại rạp chiếu bóng tỉnh lỵ Quảng Ngãi. Đáng lẽ ra số dân chúng ở buổi hội này phải là người của Ủy ban Hành chính Lê Trung Đinh tổ chức đưa đến. Có ngờ đâu, trái lại toàn là thân nhân nạn nhân Cộng sản trong thời kỳ khởi nghĩa cướp chính quyền hồi cuối năm 1945. Hàng ngàn người đầu để tan cha, tan chồng, tan con, khóc sướt mướt rất là thê thảm. Phải ngã theo đa số, Tôn Quang Việt và Nguyễn Duy Trinh phải ghi chép vào sổ tay li lịa không ngớt. Mặc dầu là những trò giả dối bịp bợm, bề ngoài che mắt thiên hạ, phái đoàn hứa sẽ trình lên chính phủ trung ương áp dụng đúng luật lệ trừng phạt cho công bằng đối với dân chúng Quảng Ngãi, nghĩa là sẽ bắt bọn khát máu, phải đền nợ máu, vân vân. Cộng sản Quảng Ngãi thừa biết vụ này là do cán bộ Việt Quốc đã ngầm chơi mình một vố rất đau. Nhưng sau vụ này, sinh hoạt Việt Quốc tại Quảng Ngãi bành trướng mạnh, đầu đầu cũng được trí thức với các gia đình không theo Cộng sản đón tiếp nồng nhiệt. Đặc biệt là Trương Cao Động, một chiến sĩ quốc gia có tên tuổi ở Quảng Ngãi. Không bao lâu, các đảng viên Việt Quốc Quảng Ngãi bị công an Cộng sản khủng bố liên tục. Nhưng tỉnh đảng bộ vẫn hoạt động đều. Cho đến tháng 7 năm 1946, Cộng sản ngụy tạo vụ cầu Chim Sơn, thì Cộng sản khủng bố lan tràn dữ dội đến Quảng Ngãi. Chi bộ khí tượng của Nguyễn Hoàng bị bắt hết với đầy đủ tài liệu. Các đồng chí khác bị khám nhà, đặc biệt nhà các đồng chí ở Nghĩa Lộ. Nguyễn Hoàng bị bắt, ít lâu được thả ra với điều kiện cho vào mặt trận Liên Việt, như con cò mồi trước mắt anh em. Còn Phan Văn Bồng nhờ được bác sĩ Soạn có cảm tình giúp đỡ trốn thoát khỏi Quảng Ngãi. Từ sau vụ khủng bố này, các hoạt động của tỉnh đảng bộ tạm lắng, và vì đệ thất khu bộ cũng tạm rút vào bí mật, nên tỉnh đảng bộ liên lạc trực tiếp với Trung ương Hà Nội và sau đó với tỉnh đảng bộ Nam Định. Tiếp đến những tháng vào cuối năm 1946, mọi hoạt động đều ngấm ngầm và một số đồng chí còn lọt ngoài lưới của công an Cộng sản đều tham gia vào tổ chức Liên hiệp Quốc dân của Trần Cừ. Khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ ngày 19 tháng 12 năm 1946, công an Cộng sản chăng một mẻ lưới nữa bắt một số cán bộ Việt Quốc, trong số có Phạm Đình Nghị, đưa đi an trí tại Minh Long. Tổ chức Trần Cừ toàn võ trang cướp chính quyền, âm mưu bị phát giác. Trần Cừ và Võ Đình Yên bị tử hình, trần giám 20 năm tù, chết trong lao. Tuy mang danh Liên hiệp Quốc dân, nhưng đa số đều là cán bộ đảng viên Việt Quốc hoặc cảm tình với Việt Quốc. Sau vụ này, Cộng sản nắm lấy tổ chức Liên hiệp và biến nó thành Liên Việt. Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định và Phú Yên. Các tỉnh đảng bộ này trong khoảng thời gian 1945 đến 1946, vì xa cách khu đảng bộ, vì bị công an Cộng sản theo dõi quá gắt gao, nên cơ sở xây dựng chậm chạp. Mỗi tỉnh chỉ mới tổ chức được vài chi bộ trong giới trí thức, tiểu tư sản. Lớp cán bộ phần lớn đến nay đã qua đời, nên sự thu thập tài liệu rất khó. Đợi có dịp, xin cố gắng bổ khuyết sau. Được biết tỉnh đảng bộ Quảng Bình do cụ Tú Xương làm chủ nhiệm, tỉnh đảng bộ Quảng Trị do cụ phó bản Lê Nguyên Lượng làm chủ nhiệm. Thủ đoạn đàn áp của Cộng sản. Trước sự bành trướng của lực lượng Việt Quốc ở đệ thất khu bộ, nhất là ở các tỉnh Thừa Thiên và Quảng Nam, trước sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhân dân các giới, trước dân khí hào hùng truyền thống của cách mạng Nam Ngãi, Xứ ủy Trung Việt Trần Hữu Dực, Nguyễn Duy Trinh
tố hữu của Cộng sản nói riêng, Tổng bộ Việt Minh nói chung, quyết định đàn áp đối lập để giữ vững địa vị của họ, muốn giành lấy chính nghĩa và để lừa bịp quần chúng, che đậy bộ mặt độc tài phi nhân, không ngần ngại dùng những thủ đoạn bịa đặt, vu khống bỉ ổi, mà bọn chính trị gian ác vẫn thường dùng để giữ vững ngôi thống trị. Vì thế ở Hà Nội họ xếp đặt Ngụy Tạo, Vũ Ôn Như Hầu, thì ở miền Trung họ cũng xếp đặt Giả Tạo, Vũ Cầu Chim Sơn, để triệt hạ cho kỳ được sức hoạt động của các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng tỉnh Quảng Nam. Trước đó ít lâu, bọn cán bộ cao cấp Cộng sản như Phan Bôi, Phan Thao đã lập kế mời cựu chủ nhiệm Phan Khôi ra Hà Nội để tránh cho cựu sự liên lụy mà họ sắp tạo ra và tránh dư luận bất lợi cho mặt trận Việt Minh. Ty Công an Cộng sản Quảng Nam cho Quỳnh Lắm, Trịnh Quang Xuân cầm đầu nhận lệnh của thượng cấp bố trí công việc đàn áp theo một kế hoạch chung. Trước hết, ngầm vận động tên Nguyễn Phúc, tục gọi là Phó Đảnh, làm nghề thợ rèn, nhà ở gầm cầu Chim Sơn, thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Rồi một đêm vào hạ tuần tháng 7 năm 1946, khi chuyến xe lửa chở binh sĩ tiếp viện cho mặt trận Nam Bộ chạy đến cầu Chim Sơn, bỗng dưng ngừng lại vì thấy có đốt lửa ra hiệu báo nguy, tưởng là có người bị nạn, nhưng xuống xem, thời lại thấy có người đương tháo đinh bù lon ở dưới gầm cầu. Đó là theo lời khai của tài xế trên chuyến xe lửa ấy. Rồi ngay ngày hôm sau, Phó Đảnh cùng đứa con trai của y, 15 tuổi, được ty công an đòi đến. Vì đã có sự dỗ dành mua chuộc với giá cả xong xuôi, bắt ép Phó Đảnh phải khai là những đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng do Phan Bá Lân tổ chức với y phá cầu Chim Sơn để cướp khí giới của đoàn quân đi Nam Bộ, đặng có số khí giới cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam. Kế tiếp, Công an Cộng sản lại đọc thêm từng tên khác, buộc Phó Đảnh phải ký cung. Nắm được tờ cung khai của Phó Đảnh, Công an ra lệnh lùng bắt Phan Bá Lân, Huỳnh Hòa, Phan Ngô và một số đảng viên khác đem về giam, rồi dùng cực hình tra tấn dã man tàn ác hơn cả mật thám thời Pháp thuộc, bắt buộc phải nhận những điều hoàn toàn bịa đặt. Trong khi đó, cán bộ Cộng sản mở chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc rầm rộ khắp nơi để hạ uy thế Việt Nam Quốc Dân Đảng, gây dư luận hoang mang trong dân chúng và lấy cớ để khủng bố rộng rãi các cơ sở của Việt Quốc ở các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, v.v. bắt hàng loạt 40-50 người và khám xét nhà cửa, còng tay giải về huyện lỵ hoặc ty công an, giam giữ đánh đập tra tấn các chiến sĩ Việt Quốc cực kỳ dã man vô nhân đạo, nhất là vì thù oán cá nhân mà họ đã bắt nhiều lương dân vô tội, không phải là đảng viên Việt Quốc hay đảng phái đối lập nào, như gia đình họ Tào, họ Thiêu ở huyện Điện Bàn và gia đình họ Nguyễn ở huyện Duy Xuyên về tra tấn cực hình đến bỏ mạng tại chỗ. Cảnh tượng khủng khiếp này diễn ra suốt 3-4 tháng trời liền ở bên trong các phòng khai thác hoặc giam giữ của Công an Cộng sản. Về phía cán bộ Việt Quốc bị bắt giam vẫn khẳng khái không chịu nhận sự vu cáo đó. Họ yêu cầu được đối chất với những can nhân đã khai là có hội họp với họ, nhưng các đương sự kia lại không hề nhận diện Phan Bá Lân, Huỳnh Hòa, Phan Ngô, v.v. Phó Đảnh khi thấy những người mà mình bắt buộc phải khai ra để được lãnh một số tiền thưởng, không ngờ chính mắt y thấy những người ấy lại bị tra tấn quá dã man. Mà y cũng không được thả ra, y quay lại hối hận, rồi xé áo dùng làm dây treo cổ tự tử trong phòng xí. Còn đứa con của y vì biết rõ âm mưu ấy, Cộng sản thấy không thể tha được nữa, buộc lòng đem đập cho chết luôn. Hoàng Tăng, đại biểu công khai của tỉnh đảng bộ Quảng Nam, đã đôi lần đến gặp Chủ tịch Ủy ban Hành chính và Ty trưởng Công an Quảng Nam để xin được gặp mặt Phan Bá Lân, là bí thư tỉnh bộ, để hỏi về vụ cầu Chim Sơn ấy trước mặt chính quyền cho rõ chân giả.
vì tỉnh đảng bộ Việt Quốc Quảng Nam không hề chủ trương những việc bạo động không hợp chính nghĩa như thế. Nhà cầm quyền Cộng sản cứ hứa hẹn dây dưa hoài, trì hoãn đến tuần này sang tuần khác, không hề dám để cho Hoàng Tăng được gặp mặt Phan Bá Lân lần nào cả. Đồng thời ở huyện Tam Kỳ, Quế Sơn, Đại Lộc, Hòa Vang, Thăng Bình, Tiên Phước, các ban chấp hành địa phương lần lượt bị phá vỡ, các đảng viên bị bắt bớ giam cầm, tra tấn tàn nhẫn. Chính quyền Cộng sản mượn cớ là ngăn ngừa hoạt động chính trị bất hợp pháp, quyên tiền trái phép, phá rối an ninh để đàn áp các tổ chức đối lập. Dư luận dân chúng hoang mang vì chưa phân biệt được trái phải. Phong trào Việt Quốc có phần giảm sút trước cơn khủng bố, song có một số cán bộ và đảng viên cơ sở trung kiên vì quá phẫn nộ nên vẫn ngầm tuyên truyền giải thích về thủ đoạn độc tài và lừa bịp của Cộng sản. Vì thế, ở rải rác nhiều nơi, các cán bộ bị bắt cóc, lao xá không còn chỗ nằm, các cấp lãnh đạo lại càng bị giam giữ nghiêm mật hơn. Kế tiếp thời cuộc có phần nghiêm trọng, hội nghị Fontainebleau giữa Cộng sản với Pháp thất bại, chiến tranh có cơ sắp bùng nổ, không khí chính trị ở địa phương lại càng nặng nề hơn. Hoàng Tăng cùng với mấy đồng chí bí mật rút ra Trung ương Hà Nội, thỉnh thị ý kiến, hầu tìm một giải pháp thích đáng cho cuộc tranh đấu chung của đảng. Trước khi ra đi, Hoàng Tăng ủy nhiệm lại cho Nguyễn Long, tức Tại Nguyên, là chủ nhiệm huyện đảng bộ Tiên Phước, quyền chủ nhiệm tỉnh đảng bộ Quảng Nam. Chẳng bao lâu, cuộc toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946 bùng dậy đất nước đắm chìm trong khói lửa. Các nơi cũng nếm trải bao cảnh đau thương quằn quại trong các ngục tù của Cộng sản. Đình làng Nghi Hà thuộc huyện Quế Sơn tối om, cửa đóng kín mít suốt ngày đêm, đã nhốt trên 560 chính trị phạm. Ngày hai bữa gạo hầm với muối mè, trại Trà Linh thuộc miệt núi Quế Sơn, nơi rừng sâu nước độc, voi hầm vượn hú, là nơi an nghỉ ngàn thu của một số cán bộ Việt Quốc ưu tú đã hy sinh vì đảng nghĩa. Trăng hai tròn, xác chết đã năm thay, mượn đất Trà Linh chôn sắp ngửa, chiếu một manh, kẹp tre thêm bảy tấm, gọi hồn tổ quốc chứng ngay da. Hai câu đối trên do một đồng chí ở Duy Xuyên đã chết ở trại Trà Linh sau đó vài tháng, tức cảnh sinh tình, đã phản ánh khá đầy đủ sự đày đọa vô nhân đạo các chiến sĩ dưới bàn tay sắt của chế độ Cộng sản. Nhưng độc ác và nguy hiểm hơn nữa là vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm 1947, Cộng sản giả vờ làm lệnh phóng thích cho một số cán bộ Việt Quốc bị giam giữ ở các trại Nghi Hạ, Trà Linh như các đồng chí Võ Tụng, Nguyễn Thứ, Nguyễn Hoành, Lê Thận, Hà Cư, Phan Cát, Đỗ Quý Thích để giải về nguyên quán, rồi thừa lúc đi đêm, giữa đường ám hại, vứt xác xuống các hố sâu. Trong khi đó, các ủy ban hành chính huyện và chi công an địa phương cho các thân nhân đến hỏi các can nhân trên tại sao được trả tự do về nhà, lại không đến trình diện với các cơ quan an ninh. Thật là thủ đoạn vừa ăn cướp vừa la làng của bọn độc tài khát máu. Cũng trong thời gian ấy, ở nhiều nơi, một số cán bộ Việt Quốc chưa bị bắt trong các vụ nói trên hoặc đã được tha về sau một thời kỳ giam giữ, đều lần lượt bị bắt cóc và ám sát một cách vô cùng hèn nhát, như Phan Đại, Nguyễn Đăng ở Tam Kỳ, Châu Đình Thám ở Thăng Bình, Phạm Phú Kỳ ở Đại Lộc, Nguyễn Tích ở Hòa Vang. Nguyễn Long, quyền chủ nhiệm tỉnh đảng bộ thay thế Hoàng Tăng được ít lâu, cũng bị công an Cộng sản bắt nốt. Đến sau ngày chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, vì để mua chuộc lòng dân chúng, Cộng sản thả Nguyễn Long về để hợp tác. Đến năm 1952, Nguyễn Long lại bị công an Cộng sản bắt giam, rồi bị xử bắn công khai tại Tiên Phước cùng với Bùi Ân ở Quế Sơn. Đệ thất khu đảng bộ từ cuối năm 1946 đến 1948,
cuối năm 1946 sang đầu năm 1947, tất cả lớp cán bộ nòng cốt của Việt Nam Quốc dân đảng trốn tránh. Từ Quảng Trị trở vào đã tìm liên lạc với nhau qua lão đồng chí Phan Văn Kinh và bác sĩ Bửu Hiệp, quy tụ về Huế tham gia vào công cuộc tổ chức nền hành chính tỉnh, quận, xã. Còn những cán bộ đã quá công khai biết rõ tên tuổi, thời hoạt động về báo chí và hai tổ chức được thành lập ngay ở cố đô Huế, củng cố Đệ Thất Khu Đảng Bộ và Tỉnh Đảng Bộ Thừa Thiên tổ chức tuần báo Sống Mới làm tiếng nói của Đệ Thất Khu Đảng Bộ. Về công tác nội bộ thì sau khi được biết rõ cái chết của hai đồng chí Võ Tài và Phan Kích Nam, các anh em điều cử Phan Văn Kinh và Bửu Hiệp đảm trách thay thế. Sự phụ tá trong công tác trên còn có các chiến sĩ Phạm Như Phiên, Trần Kim Hải, Nguyễn Mạnh Huyền, Vĩnh Thọ, Nguyễn Lương, Nguyễn Khoa Toàn, nhiệt liệt hoạt động. Về sinh hoạt của tuần báo Sống Mới do các chiến sĩ Phan Quang Bổng, Lê Hữu Khải, Phan Ngô tức Ảo Giảng, Phan Khoan, Phan Thông, Thành Danh, Nguyễn Quốc Trị phụ trách. Việc làm tuy hết sức thận trọng, nhưng nhà cầm quyền Pháp Việt thời ấy hết sức làm khó dễ, có thể nguy hại đến tính mạng là khác. Rốt cuộc cơ quan an ninh của Pháp do Dốc Danh và Trần Trọng Sanh cũng đành làm ngơ cho các chiến sĩ hoạt động, miễn là đừng có chửi bới chúng nhiều. Nói vậy thôi, nội dung tuần báo Sống Mới cũng vẫn làm cho bên phía Pháp cũng như Việt ra lệnh đóng cửa 3 tháng. Hội trưởng Hội đồng Chấp chánh Trần Văn Lý ký nghị định cho tái bản. Cao ủy Pháp Le Bris lại ra lệnh đóng cửa và còn cho mật thám Pháp khủng bố Phan Quang Bổng. Nhờ có các tổ chức nói trên, anh em Việt Quốc Đệ Thất Khu Đảng Bộ lại có dịp liên lạc với Trung ương Hà Nội tiếp tục sinh hoạt trong những năm kế tiếp. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, ban biên tập chúng tôi đã hoàn tất gửi đến quý vị phần 7 và phần 8, chương 9 thiên thứ 3. Kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào kỳ tới với phần 9 và phần 10, chương 9 thiên thứ 3, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đỗ Hiếu xin kính chào tạm biệt và cầu chúc quý vị và Bửu Quyến luôn may mắn, bình an và thành đạt trong cuộc sống. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non mì. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt Quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế hào vang phát trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Tình tổ quốc quê hương quyền trong bao xưa.
chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng là hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày hùng ngày tan Yên Bái nương non. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn quê màu vàng phát trường. Không thành công thì cũng thành nhau, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Thank you.